Cô Út à, dừng lại cho tôi nói này nghe nè cô Út à. Sao anh đi theo tôi hoài vậy? Tôi nói tôi không phải cô Út mà. Tôi dân quê lên phố nên ngần ngại làm quen, biết nhau cũng lâu lắm rồi mà tôi chưa dám ngỏ lời. Vì chân chất nhà quê nên sợ bị cô chê. Không có chi e ấp, anh chớ sợ đừng lo. Tôi tuy sống nơi đô thành nhưng cũng không khó gần. Anh hiền hậu dễ thương, còn ca thiệt là hay. Ý mèn đét ơi, cô nói thiệt hả? Con mình cô là người đầu tiên khen tôi ca hay đó. Anh ca hay thì tôi khen anh ca hay chứ làm sao. Thiệt gì hả? Dạ, hồi nãy á anh ca câu giọng cổ sao mà nó ngọt sớt à. Trời ơi, cô nghe tôi ca giọng cổ ngọt lắm à. Ngọt như mấy lùi không? Dạ, chắc cỡ đó đó. À mà này cô ơi, hồi nãy cô nói cô không phải là cô Út. Vậy cô thứ mấy vậy? Dạ, tôi thứ sáu. Cô sáu hả? Nè, anh hai. Anh ba. Ủa, mà anh gì đó ơi? Tôi thứ hai. Anh hai đi đâu mà lẻo đẻo theo sau lưng tôi hoài vậy ha? Phố thị thơm thang nhiều đường lắm ngõ, sao anh chẳng chịu đi mà cứ theo tôi từ hồi sáng tỉnh mơ cho tới bây giờ. Tôi đâu có lả lơ gì đâu à. Vậy tôi đi à. Khoan cô ơi, cô thứ sáu à, cô tên gì vậy? Cái anh này thật đúng chất nhà quê à. Nói chuyện kiểu gì mà lung ta lung tung à. Cô ơi, tôi sao mà anh run dữ vậy? Dạ tại vì tôi sợ cô. Bộ nhìn mặt tôi hung dữ lắm hay sao mà anh sợ? Dạ không phải gì đâu, tại vì tôi sợ cô chê tôi quê mùa cho nên. Không có đâu, anh cứ gọi tôi là cô Sáu được rồi. Dạ tôi muốn làm quen nhưng còn nghe ngài, cô chê tôi nhà quê chân lắm mà tay bùng nên bấy lâu nay chưa dám tỏ cùng cô tiếng nói của tim mình. Tội nghiệp ghê không, tôi thấy anh cũng thật thà chân chất bởi giọng hát câu hò thắm đượm tình quê. Tôi thấy yêu hơn cánh đồng lúa chín vàng mơ, những dòng sông yêu lụy tre làng xanh thân. Cô vừa đẹp xinh lại hiền hòa dễ mến, tôi đã yêu rồi từ buổi gặp đầu tiên. Anh nói anh yêu mà anh yêu ai vậy hả anh hai? Dạ tôi yêu à. Tôi yêu... Yêu ai? Dạ, tôi yêu nụ cười của cô hàng xóm. Sao anh không tỏ tình với người ta đi? Để mai mốt á, người ta đi lấy chồng, anh sẽ khổ cho mà coi nè. Người ta đi lấy chồng thiệt hả cô Sáu? Chứ làm sao? Cô Sáu à, tôi nói thiệt với cô Sáu là tôi thương cô lâu rồi đó. Hả? Tôi thương cô Sáu á. Trời ơi, cái anh này giỡn gì mà kỳ quá trời hả? Thôi tôi giỡn à nghe. Tôi nói thiệt lòng thiệt dạ đó cô Sáu à. Tôi dân nhà quê mà, bụng nghĩ sao miệng nói ra y vậy à. Sao quá
vội vàng thốt lời yêu mến. Khi hai ta mới gặp gỡ sao à? Dạ. Lòng đã yêu nên chẳng ngại ngần tính toan ai. Sang hèn thấp cao đâu có gì khác nhau. Tôi thật dạ yêu thương nhau sẽ chia ngọt bùi cay đắng. Tôi thật lòng yêu mến, nhưng sao cứ làm ngỡ hững hờ ngoảnh mặt khiến cho tôi đây vào ngơ ra ngần. Ăn ngủ không yên thấp thỏm ra vào. Sao có biết không, tôi đã thầm yêu sao tha thiết từ hôm nào. Nghe qua bao lời tỏ tình chân thật nên trái tim hồng cũng sao xuyên bâng khuâng. Vì cam cho quýt đèo bồng, vì em nhan sắc cho lòng anh thương. Em còn son anh cũng còn son, ước chi ta được làm con một nhà. Cô Sáu ơi, tôi nói vậy sao cô đứng đó cô cười vậy? Cô đừng cười tôi nha, tôi nhà quê chân chất, nghĩ sao nói vậy à? Em thấy anh dễ thương lắm đó. Một lòng yêu chẳng đổi thay, khao khát được cùng Sáu đắp xây tổ ấm. Tơ hồng sẽ mối duyên quê, trăm năm gắn bó phù thề đa dạng. Anh xin nguyện của đất trời, răng long tóc bạc trọn đời yêu em. Hãy subscribe cùng kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.